thì cũng đang dạy cũng nhắc ý để khích lệ tôi, nhưng mà thực ra mình cũng cái gì cũng phải văn minh có luyện. Hai là đã làm công việc ấy cũng là phải nghiêm cẩn, thế mà mình bây giờ mình đi học lại mình ngại mình lười, mà tiền thì cũng rất thiếu, nhưng mà nếu mà nó phải áp lực những cái chuyện mà nó lại phải là vô phạm quá thì mình cũng lười. Chứ còn khi mà đây chưa có cái chương trình đấy thì ở bên Thái Bình nó đã liên kết với một trường đại học ở Nhật rồi, nên là đào tạo lao động và chuyện đấy hay lắm. Rồi cứ đi còn vào đây bảo là tôi đi tuyên truyền để thêm học viên, thế nhưng mà mình không say sưa cái đấy. Bắt đầu tiếng Nhật từ khi nào? Bắt đầu tôi là đọc ngoại thương từ năm 76 đến từ 75 đến năm 78. Ông đại ngoại thương hồi đấy là còn đảng viên đảng sản Nhật ấy, giúp cho đại ngoại thương học. Học được trường ngoại thương là đã giỏi lắm rồi. Thì hồi đấy là tôi học xong, tôi lại chuyển đi học cái khác. Thế là bắt đầu là có anh em ở đại học còn vài tháng nữa thì xong. Thế là tôi lại đi học cái khác. Quân đội với nhà nước cứ tưởng là tôi có thể làm có ích cho xã hội lắm, nhưng mà hóa ra tôi chả có ích gì cả. Bác cứ tự nhận mình như thế. Nó đúng là mình học để làm việc cho nhiều khi là đấy, trong xã hội thì nhiều khi được học một ngành một nghề, nhưng mà lại ra phục vụ rồi xã hội lại cái ngành nghề khác. Thế chú là về xong đi lao động hay là sang đi du học? Đi du học. Đầu tiên là du học xong bắt đầu mới đi làm. Tức là vừa du học theo vừa làm. Chụp hay là in à? Tức là cô cũng vừa học vừa làm. Cái chủ quan một tí. Như chú mà dạy đấy thì tôi nghĩ rằng là nó như kiểu là những người lớp 10 mà dạy cấp 1 ấy, về tiếng Việt ấy, thì mình theo chương trình, những đấy thì nó không khó nữa. Cái chương trình thì kiểu như này, cứ nạp đi nạp lại, cứ quá này hết, thì lại quá sau lại kiểu vậy, nó cũng không có gì khó lắm. Với mình lại dạy cái hệ sơ cấp thôi mà, chứ cao siêu thì cũng không có. Dịch thuật với tôi thì xưa tôi phải nghe tiếng Đài Tiếng Nói Việt Nam, để nghe cái khi mà Trung Quốc nó cái Campuchia ấy, nó đánh Việt Nam ấy, nó bắt đầu là đài Trung Quốc họ cái đài Nhật họ nó đưa tin vào đài Tiếng Nói Việt Nam, nó chúng tôi cũng nghe đài để dịch ra mà. Thì cô đấy này cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà sau cái đấy thì gặp thế bác từ lâu lắm rồi mà vẫn nhớ nhỉ. Rồi. Học nghiêm cẩn lắm. Trẻ mới đây bác ơi. Ví dụ như là cái câu rồi ở Việt Nam đây nhá, thì chú biết rồi, nói này mà mấy anh em này, ví dụ nó đồng lỗ một đất ích là tiếng Việt rất khó. Tôi nói nó các quả hữu phụ cả cu các quả là nó phải tròn vành rõ nghĩa như thế. Thế tôi rồi đấy là tôi đã học đã gọi là ở tốt trên rồi. Tôi học cũng tôi không lắm, nhưng mà tôi hiểu học. Tôi đã học cái gì tôi học cũng nhỏ lắm, nhưng sau là thấy có thế là thế là có khả năng để có thể làm được việc khác, lại cho nó học vào khác rồi tôi thấy cũng không được. Thế nên bây giờ được làm con người như này là tôi thấy là thích nhất. Nay trên mạng nó đưa một cái câu mà của Khổng Tử, chả biết có phải không, mà làm những cái việc mình thích ấy, thì coi như là mình không phải làm việc. Có lẽ thế. Có lẽ vậy. Nhưng mà cái đấy có lẽ là mở cũng hơi sáo nhỉ? Hơi sáo. Không phải. Không phải sáo, nhưng mà gán cho Khổng Tử thì cũng phải chịu. Nhưng mà nếu mà gán cho bảo là ông Chiến hay là ông Vịnh hay là ông Tùng nói thì chắc là người ta bảo là chắc là làm gì mà nói được câu ấy. Vâng. Nhưng mà thực ra là anh em mình đều có một cái tiềm năng để nghĩ về như vậy chứ. Vì thực ra những người mà làm nó thích thì ở trên mạng nó đưa là gọi là câu nói của Khổng Tử. Nhưng mà thực ra nhiều khi nó cứ mượn dựa vào chả biết có phải không. Đây là câu Hồ Chí Minh ấy. Đấy. Nó cứ bảo là đây là lời Bác Hồ. Đây là cái thằng trợ lý mà lắc ở tỉnh ủy ban đây, nó cứ bảo là ý của anh Hùng, ý của anh Hiến.
thế là thường là chúng nó chào ngay. Thế nếu mà nó bảo là các anh phải làm đi, tôi các anh giao cho tôi đến đây là yêu cầu các anh làm, nó không làm đâu. Nhưng bảo ý Hùng hay là biết bảo là các anh làm này. Thì là nó đấy bác trẻ mới đây nè. Tùng, cái đấy Tùng ơi. Thế con người dạ, là chú ạ, dạ. Chú đi sang Nhật rồi. Dạ. Là hèn, sống hèn cho nên sống dựa bóng người khác. Vâng. Chứ còn nếu mà thực ra người ta tự tin được, người ta mà người ta trung thực thì người ta không cần như thế. Sang Nhật rồi, người ta thích lắm bạn. Vì con người nó tự lập, tự nghiêm cảnh, nghiêm khắc. Mà hai nó là lễ giáo của người Nhật, người ta. Người ta rất là về cái văn hóa của người ta rất là nghiêm túc. Vì làm họ kể cả những người lớn, đứa trẻ con người ta cũng quan trọng, tôn trọng cái thời gian. Tự nhiên một cái xã hội nó tôn trọng nhau. Thì họ nói thì có mình cảm thấy là nó họ ví dụ như là đối với người Nhật ấy, thì người Nhật lúc nào họ cũng kiểu như là giữ một cái khoảng cách. Họ kiểu như là an toàn cho họ ấy, kiểu như không người Nhật là họ tức là thế này này, họ vươn tới văn minh phương Tây nhưng họ vẫn cái lễ giáo của phương Đông. Hôm vừa rồi tôi có một ông bạn mà năm nay 71 tuổi rồi, ông là con người ngang rời dọc đất, mà ông nó bảo này, tôi phải điều chỉnh luôn cho con tôi sang Nhật lấy vợ Nhật. Nó đã mở đời vợ rồi, nhưng mà nói chúng nó gia đình ông ở hết Cộng hòa Séc, có ông là tiến sĩ, con gái ông tiến sĩ, còn con trai ông không phải tiến sĩ nhưng mà là kỹ sư. Thế mà lấy một đời vợ rồi, không ở phương Tây rồi, nhưng mà chúng nó bỏ nhau rồi, nhưng mà thôi con nếu vậy thì bây giờ chiến lược phải thay đổi, con phải sang Nhật và đưa sang Nhật rồi. Ông bây giờ tiền ghê gớm lắm. Hiện nay là ông lúc nào là gia đình ở Cộng hòa Séc cả, nhưng ông về đây ông làm dự án. Mà nói trong này thì đúng là một tiểu thuyết. Ông mới bảo là 25 tuổi trở về trước là học, từ 25 đến 60 tuổi học kiếm tiền, từ 60 tuổi mới nên là yêu, tiếp tục kiếm tiền và làm từ thiện. Đấy, hôm qua sang đấy là sang muộn nên ông đến nhanh mà. Xong rồi là đến muộn là xong bảo về thì ngồi uống cốc bia xong là nói chuyện tí xong mới chia tay mà. Thế nên là anh hồi xưa là học để nghiên cứu về Nhật. Họ nghiên cứu về Nhật hoặc về thứ hai nữa có thể là đi công tác về đấy, nhưng sau đó không thấy nhiều lý do ở gia đình. Thế là anh cô cũng không tập trung lắm, phải được đơn vị cho đi học một cái khác, sau đó công tác về anh chuyển ở đây. Nhưng mà cái là anh hiểu là mình không học không sử dụng vốn mọi người ngữ đấy, nhưng mình tìm hiểu về văn hóa Nhật. Mình mới thấy là Nhật chả biết thầy giáo Tùng là đấy, mình có thằng bạn ở trong miền Nam nó bảo làm việc với người Nhật ấy. Nó bảo người nó thích người Nhật là chỉ khoe khuyết điểm của mình ra, tức là chỉ nói cái điều xấu của mình ra, chứ còn nó không khoe cái điều tốt của nó. Đấy là một cái điều để nó chia sẻ rồi nó kinh nghiệm cho người khác. Tức là những cái gì lỗi lầm mọi kia nó chỉ nói những cái việc ra thôi, chứ nó không khoe bảo tôi làm cái này tốt, cái kia tốt. Đấy, chỉ em thích là thích cái kiểu đấy, mình nói ra để chia sẻ với nhau, để rút kinh nghiệm. Nhưng mà nhiều người hiểu theo nghĩa khác. Ở người mình ở Việt Nam vậy chết ngay. Ở miền mình nó bảo nói xấu nhau. Không phải, Việt Nam có nhân cơ hội người ta bảo là anh chính anh nói là anh không ra sao. Vâng. Thế thì làm sao mới làm việc này được? Đấy. Mà làm sao mà có thể là như thế được? Cho nên là phải tỏ ra phòng mang trợn mắt lên để cho để riêng ngoài với người ta. Chứ mà anh thì khiêm tốn vậy thì nó tiêu diệt anh ngay. Cho nên Việt Nam nó lại không phải như vậy được. Chung là Việt Nam mình đối với Nhật ấy thì nó luôn kiểu như nó một người xuôi một người ngược kiểu ấy, nó không theo được. Người Nhật bây giờ văn hóa người Nhật ở Việt Nam cũng nhiều. Mà cái người mà nó trẻ bây giờ ấy học biết tiếng Nhật rất là nhiều đấy. Mỗi một năm cả tu nghiệp sinh với lại du học sinh cả mấy nghìn người, gần 10.000 người đấy, không phải ấy đâu. Ít đâu, văn hóa là biết hết. Nhưng mà cái này khi mà bên đấy thì vẫn theo rồi, nhưng mà về bên này là về đây mà theo phải chết ngay lại, không được cái đấy thôi. À, Nhật Nam thì tục. Thế là đấy của chú bây giờ có đông nhà em vừa có độ trăm sinh thôi. Nhưng mà chủ yếu là dạy những tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng và anh. Các có anh nhưng mà anh bây giờ không ít hơn.
tiếng Nhật là chủ yếu, các ngành ở Việt Nam như là cơ khí chế tạo. Thế chú lại dạy cả nghề nữa. Nếu như không dạy tiếng thì dạy nghề. Thế về kết hợp. Có nghe cái nghề của em thì nó lại là nghề xây dựng của Nhật đấy, kiểu vậy. Và thì chú lại giúp cho người ta về có nghĩa mình đào tạo thì trước ở đây kỹ năng là một chuyện nhưng mà còn kinh nghiệm để ứng xử và làm việc mà cái thực tế ở bên kia thế thì rất tốt. Không có làm chú làm đấy phải là anh hôm qua mới hôm kia ngồi với bố cô Yến mà thì giỏi đấy mà đấy số phận đấy, trong nó cũng chết sớm, nhà nó xây cả mộ chồng nó với này của mẹ con nó sẵn sàng ở đấy cùng với mẹ bố mẹ đẻ nó mà năm vừa rồi mới xây năm ngoái đúng rồi đấy. Trường phòng giáo dục huyện nó qua đúng rồi xong lên làm hiệu trưởng trường trung cấp kinh tế kỹ thuật gì đấy ở chỗ mình có thằng em chú là người Hải Dương hả? Thế chú bây giờ gia đình ở đâu? Hải Dương. Thế về có mình chú ở đây? Vâng. Em cuối tuần về. Thế chiều thứ sáu và chú tôi đây. Vậy thôi. Vâng, em xin. Thế ở đấy thì có giáo viên thỉnh giảng cái nhiều. Giáo viên cơ hữu ạ. Cơ hữu ạ. Mình cái thằng em ở bên tiệp nó ở bên đấy là xã hội nó ý thức, tức là cái trẻ em mà chưa đến tuổi thành niên ấy là nó bắt phải, nếu như đi làm ngoài mà nó bắt được nó bắt phải vào phải học nghề trước, xong bắt học tiếng, xong bắt đi du lịch những cái nước cộng đồng của nó ấy, để mở mắt ra. Thế là trước tiên nó phải dạy cho anh có nghề là bắt đầu xong là anh về anh không phải lo nghĩ về thất nghiệp, là biết tiếng thì anh đi anh giao lưu được. Thế là còn đi du lịch để mở mắt ra để nhìn những cái nước khác người ta như thế nào. Thế sau anh về anh làm anh không phải ngõi nữa. À, nó tiệp à? Đấy, tiệp. Ở Sơn La ra. Không làm việc. Đấy. Cho nên mỗi người theo nhìn nhận cũng một cái câu từ đấy nhưng mà lại nhìn nhận theo cái góc độ khác. Nó để lời cho cả. Nhường hao cho con cá đá. Là nó sau. Úi giời. Nói chung là đẹp. Nhưng mà đá là tự nhiên đấy. Đá tự nhiên. Tưởng hình con cá. Cá rất đẹp. Để ở nhà đến gần 20 năm rồi. Chú thế là lần này chú lên có cái trò khác không? Đây chú. Và đây cho em anh nói rồi đấy. Và sợ chú không lấy. Chứng tỏ là cái lọc mà nó vẫn cứ về cái chỗ đúng chỗ của nó đấy. Đấy, em ấy Chiến là vào Bích Động là có thằng nó cho hòn đá về để đẹp lắm. Ôm mới chở xe gãy giảm sóc về hỏng giảm sóc mà. Đấy những cái sơn lấy hai cây những cái sơn. Một cái khế là khế rất đẹp. Cò đẹp. Mà chắc ngoài là có 10 triệu mua được. Trong đó là có 2 triệu thôi. Đấy, đủ thế rồi. Con nào? To đủ. Ráng đủ thế rồi. Với một cái xanh rất giả. Số dầu từ trên rừng rừng. Tức là chuyến đi hòn đá là đeo thẳng quê luôn, chứ không để lại về đến trận. Thì là cũng anh em cũng có chỗ nhưng mà nếu... Nó có cái duyên đấy bạn. Vướng nhiều thứ. Em cứ đưa thẳng quê luôn. Đó mới là chuyện kiếm là quê 5-6 bản nữa. Thế còn đấy cần theo 5-6 cá con cá đấy. Để đeo hơn 20 năm rồi. Hay nhỉ. Cá thì có linh vân không nhỉ? Linh Vân là vương quốc đá. Vương quốc mình gọi là vương quốc đá. Trong ý có ông mới có cái sọt đá đấy. Trong từ ngày gì nhỉ? Từ cái ngày đó làm cái nhà thờ Kim Sơn đấy bác. À, nhà thờ đá Kim Sơn đó. Vâng. Có cái nào ông lấy xong ông làm xong cái nhà thờ đấy. Ông lấy một số nguyên liệu đá đó và ông làm nhà ông á. Kèo cột đá rồi là cái sọt đá của ông. Ông lấy tên ông gì biết không? Không biết, có vào đó một lần rồi. Tại vì trong đấy thì có ông tên là một ông tên là ông Lương, là cũng cao tuổi rồi, năm nay cũng chín mấy rồi. Ông hay ra đây làm ảnh. Là cái cuộn cái đuôi nó thắt chèo đó. Đẹp. Nhà toàn bằng đá. Đá vào lại nhà này để có nhà toàn bằng đá. Vậy thì không phải nhà ông Lương. À, các ông chủ một cái cây xanh. Người thợ làm đá ở tờ Kim Sơn đấy. Nhà toàn bằng đá.
À, vậy thì lúc nào nghe nghe vậy thì lúc nào phải ngó qua nhà ông ấy tí xem nhỉ, trong ngay Ninh Vân đây nó gần. Anh em giải hết phần này cây rồi. Vâng, thôi, các bác ngồi chơi nhé. Vâng, rồi, xin chào nhé. Dạ. Cuộc gặp gỡ này rất là có duyên đấy. Rồi, xin chào nhé. Dạ, chào đồng chí Tùng nhé. Dạ, có chơi Facebook không? Dạ, có em định tí. Ừ, vậy thì chú kết bạn về nhé. Kìa, chú... Mây trắng ăn lau, bác này mây trắng ăn lau. Ta chia sẻ, còn trái giao lưu tí. Còn mình thì là cái tên Hoàng Thư vừa gửi đấy. Cũng Facebook cũng tên đấy. Hay là chú xem nếu mà đấy lúc nào tôi lên tôi trợ giảng cho chú mấy buổi. Vâng, lúc nào văn ngay bác. Bác nghỉ hưu rồi, nó cũng dôi dãi rồi. Chị lắp cô Yến vào dạy nhà. Đấy. Không là chú sát hành. Chú sát hành thì anh em mình mây trắng ngàn lòng. Mây trắng ngàn lòng. Trắng. Ngàn lau. Có ảnh gì không bác? Có ảnh người này chị. Có ảnh nhìn mặt bác ấy, cái mặt nào nhiều nếp nhăn nhất ấy. Không, cái này là không nếp nhăn. À thế à? Cái này có bác có đâu, cháu nhìn mà. Chú đưa vào Wi-Fi đấy vừa nhập mật khẩu rồi mà. Có duyên là hai thầy giáo tiếng Nhật. Ừ, kèm à. Mà nếu mà là toàn giáo viên cơ hữu thì không được nhỉ. Chứ còn nếu mà bác thì có đó thì bác đi chơi cho nó vui. Ừ. Chứ còn nếu mà gọi là thính giảng cơ. Gọi là giao lưu. Nhỉ. Em cũng mấy không giấu chứ. Cũng dạy tiếng Nhật đấy nhỉ. Dạy cho người nước ngoài nó ở Nhật gần 20 năm mới về. Đến kia thằng em của Nhật vô mình giờ đang ở trung tâm tại Nhật này rồi. Cũng đi nước ngoài. Đây. Mây trắng ngàn lau mà Hải Quân. Vâng, chắc để cho xin cái này nhé. Ừ. Cho xin cái này tí về nhưng mà máy tính kết bạn luôn. Ừ. Rồi ok. Vậy nhé. Tên là gì? Là cháu Tùng Nguyễn Thanh ạ. Đại chú ấy mà nhé. Các bạn muốn chào nhận luôn. Nên nghe thơ của bác đi. Sướng rồi. Nghe thấy nhà thơ là sướng rồi. Chứ không chú vui tâm nhé. Đây, tinh thần của tôi là như này. Lòng nhẹ như sương khói. Mắt dõi muôn tầng trời. Kết bạn loài chim cắt. Bay chơi với bóng người. Đây. Vậy, rất là thích nhé, anh em này. Nhanh như cắt hả? Nhanh như cắt chứ không phải là nhanh như chớp mắt. Thơ đề tiểu cảnh đây. Hôm nay cháu ngoại 1 tuổi. Cây bền gan bám đá. Người dẻo dai giữa đời. Cây người cùng sống đôi. Noi nương noi mùa nhân quả. Các đồng chí ở nhà tôi thì chắc học đêm. Có một cô gái có một cái bài viết về mình viết tặng bạn Hương Giang. Ta thức với ngàn lau. Tâm chung màu trắng muốt. Tắm chung màu trắng muốt. Ta bạn cát bụi đây. Khác sáng trong thanh khiết. Cái này còn. Còn. Bác okay. Cứ để màn hình tối này. À, từ đồng chí tôi cái món này tôi đang có vấn đề. Đồng chí phát hiện được. Cháu nhìn mà nó không nhìn rõ. Mà không biết là cái chỗ nào đó tôi mới dùng cái máy này. Hôm nọ thằng Giang nó giúp cho cái ánh sáng mà mình lại quên tiệt mất chỗ. Cài đặt màn hình. Ừ. Hiển thị. Bây giờ bắt đầu đổ điện. Sáng này. Ôi giời, đổ sáng hết rồi này. Nay mắt đã kém rồi này. Đúng vậy. Đây nhớ tháng cũng vừa phải. Thank you. Không quá. Đấy nó sáng này bác ơi. Vậy mới gọi là anh em chứ mà. Vậy mới gọi là
Ở đâu cũng có thầy cả mà, nhìn tối nay bác có nhìn thấy. Đi đâu cũng gặp thầy hả? Đồng chí nhẹ nháy số đây xong là để tôi lưu số điện thoại. Tôi thao tác này chậm lắm. Dạ. 0984 ạ. Thế nè. 098 bác có cái số nào sáng. À đấy. Đấy gì? 815217 đúng chưa? Tôi Viettel này. À theo theo. 217. Bác 47 đây rồi. À đúng rồi. Đấy, chú là 217, tôi là 07. Ok. Bác Mạc. Mạc Khải Tuấn. Đấy là có cả Zalo này. Zalo này là có thông tin. Mình gọi điện cho nhau hoặc là thứ buồn buồn nhà. Nhà thơ, nhà thư pháp đấy. Nhà thư pháp ấy, nhà chữ nho đấy. Nhà chữ nho thì tiếng Nhật là xa xưa nhưng mà tiếng chuyên nghiệp của bác là tiếng nho, chữ nho đấy. Cái này đây là lưu như thế nào nhỉ? Tuần nghe cái tên là đã thấy có huyền bí rồi. Ừ. Thế người đọc đấy chứ không phải là gì đâu. Anh Tuấn, anh Tuấn. Cái này nó tháng bên này nó vẫn bảo anh Tuấn, anh Tuấn. Anh lên vũ trụ anh khuân được gì? Cháu lưu cho. Ok. Đây để tôi phải học luôn đấy. Danh bạn, cho vào danh bạn. Đúng rồi. Đó. Cộng đây này. Đây. Đấy, kính sáng rồi. Ừ. Tung xăng, đèn leo ông. À leo ông à? Nó không có tiếng Việt rồi. Ừ, cái thằng này rất dở. Nó cái này cái máy này à, đây. Đây. Nó dựa vào cái ký tự sẵn. Đây. Ừ. Nhạc, Tùng Nhạc. Tùng gì tên Facebook là Tùng gì? Tùng Nhạc. Tùng Nguyễn. Nguyễn Thanh Tùng à? Ừ.